những cái cây mai ở trong vườn bộ lá nó tốt xum xê ha, thì anh em cũng lưu ý quan sát ha. Thời điểm này nếu tồn tại cái rịp sáp thì nó sẽ bắt đầu nó làm trứng, bắt đầu nó sinh sản. Thì anh em quan sát cái lá mai á, nó bị đen như thế này nè, là chính là nó đó. Rồi tìm kỹ ha, là nó ở tập trung ở những cái cuốn lá và nhánh để đẻ trứng. Thì cái riêng cái bệnh rịp sáp này anh em phải tìm đúng cái thuốc khoa phun kỹ hai mặt lá. Thì ở đây á, là cái dòng chim ưng nó sẽ trị rất là hiệu quả cái bệnh rịp sáp này, đồng thời nó cũng trị luôn cái thằng bọ chỉ. Khi bọ chỉ mà anh em phun mà chảy lá nó sẽ bị hút, nó như thế này nè. Cái chai này á, thì anh em phun có thể phun trước